Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một ván đấu vô cùng hay, một nội lực vô cùng thâm sâu của bá chủ kỳ đàn Vương Thiên Nhất khi anh đối đầu với Tạ Nghiệp Kiền tại vòng 3 giải vô địch cờ tướng Trung Hoa năm 2018. Một đòn khinh công tuyệt đỉnh khiến toàn bộ kỳ đàn mãn nhãn ngó theo. Xin mời quý vị và bạn cùng thưởng thức ván đấu này.